3, 4, 5, 6. Đây là được 6 học, 6 học cơm. Như trái nhỏ này thì nó cũng sẽ tự nó chia. Những cái muối là rất là lép như vậy thì nó vẫn vẫn có muối nha bà con nha. Sầu riêng Musakin này thì đây là năm cho trái bối đầu tiên ở cái vùng Tiền Giang. Bà con vẫn thấy là cây sầu riêng trong mùa này mưa hơi nhiều thì nó có đi đọn chút. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Ngày hôm nay Hoàng Anh đang đứng ở tại một cái vườn sầu riêng Musakin. Hồi nãy cũng có trên đường đi vào vườn cũng có nghe cô chia sẻ là do lúc đầu thì không biết Musakin nó sẽ như thế nào, nên là cô trồng cũng được mười mấy gốc và năm nay cô làm bông làm trái. Thì hiện tại bây giờ thì Hoàng Anh có một cái trái chín, test tại vườn cho cô trái này luôn rồi báo cho cô luôn ha cô. Rồi bây giờ có một trái chín thì anh cùng với anh Hùng sẽ test tại vườn, quay video thực tế, ngồi xuống anh nghe, quay video thực tế cho bà con chúng ta cùng xem. Trái do nó mưa vừa mới cắt chín cây nên là cái vỏ nó hơi còn hơi 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 dẻo nha bà con, hơi khó khui xíu. Cái muối bự lên nó dễ hơn. Đây là sầu riêng Musakin D197 được mệnh danh là vua của các loại sầu riêng bà con nhé. Còn cái lá lót ở dưới là lá tê tượng nha. Rồi màu sắc cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Tại nó mới chín nó đây là hàng trái bối ha cô, hàng này hàng trái bối ha, trái bối trái năm đầu ha, năm đầu, năm đầu. Trời ơi nhìn ông Hùng kìa, chị nói là rung rinh rung rinh sáng trường cơm nhung nhinh nhung nhinh. Rồi sẵn cô nói khác. Đây là cơm của sầu riêng Musakin nha bà con nha. Thường thường cơm của một sầu riêng Musakin rồi con chúng ta sẽ thấy có một cái hiện tượng là thường thường nó không có bao hết được các cái muối hột. Cái chuyện này ở Musakin ở vùng nào qua thấy cũng bị, chứ không phải ở vùng miền Tây không nha, chứ không phải riêng ở vùng miền Tây không. Này còn muối nhỏ nè. Này đó, nó chia ra được năm màu không? Đây cơm, cái hạt của nó đây nha bà con nha, hạt của nó đây. Trong nhiều bài test khác mà Hoàng Anh đã làm cho quý bà con chúng ta thì bà con thấy là cái tỷ lệ cơm của Musakin nó sẽ rơi vào tầm khoảng 33-36%. Rồi, thì chất lượng cơm của sầu riêng nó sẽ phụ thuộc vào tay nghề chăm sóc của nhà vườn rất là nhiều. Thì Hoàng Anh sẽ ăn thử và cảm nhận như thế nào chia sẻ với bà con chúng ta nhé. Để xuống bẹt hai tay ra. Dạ, cho lấy nè. Nó dẻo. Nó dẻo mà. Thử đi cô. Thôi. Ăn đi. Ăn đi. Béo. Hạt nhỏ nha bà con nha. Béo gì? Muối, cái muối này tới nè. Muối này còn hơi khô, hơi ấy à. Muối này. Muối đó nó mềm đó. À dùng thử rồi chị. Này vừa cái dùng thử đi. Ngon. Muối này thơm hơn nè. Vậy là muối này nó chưa chín tới. Tại vì mình nó mới vừa thơm thôi. Thì cái phần nào nó chín trước, khúc đít thì nó chín trước thì nó mau thôi. Béo là ngon á. Này lâu lắm rồi mới có một trái chín tại vườn này. Đâu có. Em thì ăn nhiều lắm, khô nhiều lắm nhưng mà bít ăn lắm. Nay ăn cái gì? Béo nha bà con nha, mịn. Này vô họ phải hỏi kỹ thuật chút xíu. Mà thường con cái hột quá ngoá cả một xíu. Đã hột nhỏ.
Đúng em mà ăn có hai muối là em dội. Nó ngán chịu không nổi luôn, béo quá béo. Mùa này thì chắc chắn nó phải có hơi sượng bao xíu anh Hùng hả? Do mưa nhiều mà. Mưa nhiều quá dư nước. Cái vườn mà nó để mà nó không có bị sượng bao á là vườn mình phải cao. Và cái mưa của mình nó thoát nước tốt thì nó ít có bị hiện tượng sượng nước. Còn mô mình vườn mình thấp á, độ ẩm cao á là nó có thoát nước không kịp á. Với nó ninh độ ẩm á là cây nó dễ cái trái cái cơm nó dễ bị sượng. Quá đã. Cái này này khoảng ký rưỡi không? Ký rưỡi không? Tầm đó ta lại hả à, chứ không nữa. Đây bà con chúng ta có thể thấy thêm một vài cái mẫu trái xung quanh đây. Sầu riêng Musakin thì có sầu riêng Musakin thì có đây mà con sẽ thấy là cái đít nó hình ngôi sao như thế này, mà con thấy nó chia đều cái phần vuốt của chúng ta ra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là được 6 hộp cơm. Như trái nhỏ này thì nó cũng sẽ tự nó chia. Những cái muối là rất là lép như vậy thì nó vẫn có muối nha bà con nha. Sầu riêng Musakin này thì đây là năm cho trái bối đầu tiên ở cái vùng Tiền Giang. Bà con vẫn thấy là cây sầu riêng trong mùa này mưa hơi nhiều thì nó có đi đọn chút. Nhưng mà những cái mẫu trái của chúng ta thì cũng được nha, cũng đẹp. Nói chung cũng không phải đạt 100% là nó tròn hết, nhưng mà nó cũng chia rất là đều. Giống như cái trái Musakin hồi nãy bà con chúng ta thấy nó có thẳng cái đường lằn đó. Khi mà chúng ta xẻ đó thì chúng ta xẻ theo cái đường lằn đó, nó dễ hơn rất nhiều so với sầu riêng ri sáo và sầu riêng Thái. Rồi chúng ta coi những cái trái này, nhà vườn cũng rất là kỹ, cũng đeo lại để đảm bảo cho cái bạn sầu riêng Musakin của chúng ta là ổn, không có bị gió rụng nha. Năm nay miền Tây thì cũng hơi vất vả trong cái thời tiết làm bông chút xíu, vì chỉ cần chênh lệch với nhau 1 hoặc 2 ngày thôi thì đã thấy cái bông và cái mẫu trái mình nó khác rồi. Có những nhà vườn là làm bông nghịch vụ nhưng mà mưa suốt luôn, và thậm chí nhiều vườn rụng hết, coi như là mất trắng cái tiền làm bông. Và vườn sầu riêng Musakin năm nay mặc dù thời tiết nó khó khăn như vậy mà bạn ấy vẫn đậu được những cái mẫu trái như thế này thì Quân thấy rất là tuyệt vời cho chúng ta, để chúng ta đáng học hỏi với kinh nghiệm đáng gờm của cái bạn sầu riêng Musakin này bà con nhé. Rồi khi hồi nãy Hoàng Anh có ăn thử thì Hoàng Anh thấy được cái độ béo, độ ngon, độ ngọt, cũng như là cái độ dễ khui của nó nha, và cái độ mịn của nó Quân cũng thấy khá là ổn. Đây là những cái mẫu trái của nó nè. Nó tròn tròn rất là gọn. Nhiều quý bà con nói trồng sầu riêng Musakin trái nó nhỏ lắm, không có ký, nữa sau này buôn bán không có năng suất, thì Quân cũng xin phép chia sẻ cái phần câu hỏi đó ở đây luôn. Thì bây giờ khi mà người ta mua sầu riêng á, thường người ta mua ăn á, có tính thực ăn thì người ta sẽ thích cái gì nó gọn, tại vì ăn quan trọng là cái lượng cơm ở bên trong nó nhiều hay nó ít. Ăn nó vừa đủ thì nó sẽ ngon hơn và nó sẽ tái mua nhiều hơn so với việc ăn quá dư thừa. Nên đối với một cái trái sầu riêng Musakin mà gọn gọn cỡ chừng 2 kg là quý bà con chúng ta rất là vừa tầm để mua. Cỡ này nè, là cơm ăn thôi, là nãy Quanh ăn mới có 2 hộp cơm sầu riêng Musakin thôi đó, là Quanh đã thấy là nó quá trời gọi là đủ với mình rồi, chứ không có cần phải thêm nhiều. Thì Quanh thấy cái việc này nó rất là hay. Nhiều khi bà con thấy nó là một cái điểm trừ, thực sự ra nó là một cái điểm cộng. Nhiều khi thấy nó là điểm cộng nhưng lại là điểm trừ. Đối với sầu riêng Musakin mà cái mẫu trái nó vừa vừa như thế này nè, rất là dễ ăn. Nói trái mà gia đình nhỏ có chừng 4-5 người ăn cỡ một trái sầu riêng Musakin như thế này là Quanh thấy rất là dễ ăn nè. Đó, bà con thấy nha, từ hồi nhỏ nó đã chia hằng ra. Nó chia hằng ra rất là dễ. Và thằng này nó chia... Cây này là cây bối, cây năm thứ tư. Nên bà con thấy chi cấp 1 của nó cũng chưa có to, nhưng mà khả năng thằng này đu trái cũng giỏi. Đây, chi cấp 2 của nó nè, nó đu được 2 trái luôn, rất là tốt. Bạn này thì đu trái khá là tốt nha. Nhưng năm nay thì Quanh cũng xin phép chia sẻ chút xíu là thời tiết miền Tây hơi khó, nên thành ra là chúng ta để trái vừa phải thì được, chứ để trái nhiều quá là Quanh thấy không ok. Thì bà con chúng ta tham khảo với Hoàng Anh thêm chút bên này đi. Đây, mẫu trái nè, khá là tròn nè. Đây, bên này nữa nè, rất là dễ làm trái nha bà con nha. Bạn này khá là dễ làm trái, chỉ cần quan trọng nhất là vào thời điểm mà
mà cho đi bông á, sổ nhị á, mà nó không có bị mưa. Và khi mà bị mưa thì chúng ta để cho nó tự thụ phấn, chứ chúng ta mưa mà chúng ta còn quét nó nữa thì có vấn đề nha bà con nha. Lưu ý giùm Hoàng Anh cái việc đó. Thì từ nãy giờ bà con chúng ta cũng thấy đầu video là Quanh cùng với anh Hùng khui test một cái trái sầu riêng Musakin tại chỗ cho quý bà con chúng ta, để quý bà con chúng ta cùng nhau thưởng thức xem cái chất lượng cơm sầu riêng Musakin như thế nào. Và cái thứ hai nữa là sau đó Quanh quay những cái mẫu trái và những cái cây cho trái bối, những cây sầu riêng Musakin cho trái bối đầu tiên, để quý bà con chúng ta có thể là thưởng thức và cùng với Hoàng Anh, cũng như ăn cùng với Hoàng Anh. Tại vì sầu riêng á, nó chất lượng cơm nó sẽ phụ thuộc vào cái tay nghề, phụ thuộc vào cái cách chúng ta chăm sóc nữa. Bản chân là gen của thằng sầu riêng Musakin ngon rồi, béo rồi, đậm đà rồi, vàng rồi, chi học rồi, học nhỏ rồi đó. Nhưng mà cái chuyện mà nó lên đậm đà tới cỡ nào, màu vàng ống ả ra làm sao, nó lại phụ thuộc rất là nhiều vào cái kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng của chúng ta. Vì thế nên khi bà con chúng ta làm bông làm trái thì bà con chúng ta lưu ý là liên hệ với Willow Farm để có thể hỗ trợ kỹ thuật thật là sớm, can thiệp thật là sớm để đảm bảo rằng cái vườn sầu riêng của chúng ta nó luôn luôn có những cái kết quả thực sự là tốt đẹp nha bà con nha. Và đối với sầu riêng Musakin thì một cái loại này nó khi mà mưa nhiều thì nó cũng hơi dễ chạy đọt, nên chúng ta cần có những cái phương pháp để mà hãm đọt hoặc là chặn đọt cho nó tốt để nó tập trung cái dinh dưỡng nó nuôi trái nha bà con nhé. Thì đây một vài cái quan cảnh về sầu riêng Musakin mà Quanh muốn quay cho quý bà con chúng ta xem, để bà con chúng ta có thêm những cái hình ảnh thực tế về loại sầu riêng này tại vườn nha bà con, để bà con chúng ta có thể hình dung là sầu riêng Musakin chúng ta cho trái bối thì cũng khá là được. Này, trên cái mẫu mã của cái cây này thì nó được tầm khoảng 10 trái tròn, còn những lại cái trái hơi nhỏ nhỏ thì nó đâu đó tầm khoảng thêm 10 trái nữa thì nó sẽ được tổng cộng khoảng 20-22 trái nha bà con nhé. Thì Quanh thấy cũng khá là ổn đối với một cái vườn sầu riêng Musakin. Và Quanh sẽ thực hiện tiếp những cái video tiếp theo ở những cái vườn sầu riêng Musakin mà Willow Farm đang theo đuổi. Nếu quý bà con chúng ta quan tâm về loại này thì bà con chúng ta có thể liên hệ với Willow Farm và đăng ký kênh siêu thị cây giống Willow Farm để cập nhật những thông tin tiếp theo về sầu riêng Musakin nói riêng và những cái loại sầu riêng khác nói chung nha. Và hiện tại bây giờ Willow Farm cũng đang tiến hành bắt đầu xử lý ra hoa cho những vườn sầu riêng sớm thuận vụ, tức là chúng ta đi trước cái thuận vụ một tháng để chúng ta bán được cái giá trái đầu mùa để nó cao hơn so với cái trái mà trong vụ tầm khoảng 10-20 ngàn nên một ký, nên bà con chúng ta có thể quan sát thêm và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Quanh cùng với đội ngũ kỹ thuật của Willow Farm. Một lần nữa cảm ơn quý bà con chúng ta rất là nhiều đã xem những cái video của Hoàng Anh và dành tặng cho Hoàng Anh cũng như đội ngũ kỹ thuật những cái điều tốt đẹp. Và Quanh rất là mong là những cái video thực tế như thế này sẽ giúp quý bà con chúng ta giải tỏa được những cái thắc mắc quý bà con chúng ta, như là sầu riêng Musakin khó làm trái, hay sầu riêng Musakin làm không đậu trái, mưa này nó không đậu trái, ABC các kiểu, mưa này mà chúng ta không biết cách xử lý thì vườn nào cũng rụng, không phải riêng về sầu riêng Musakin nha bà con nhé. Cảm ơn quý bà con một lần nữa và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo.